Xin chào các bạn, đến với video ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm SUMIF và hàm SUMIF ở trong Excel. Như trên màn hình tôi có bảng danh sách cán bộ nhân viên gồm các cột dữ liệu, số thứ tự, mã nhân viên, họ và tên, phòng ban, trình độ và lương. Ở đây có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, tính tổng lương của nhân viên có trình độ là đại học. Yêu cầu 2, tính tổng lương của nhân viên có trình độ là đại học và ở phòng ban kinh doanh. Để thực hiện được yêu cầu thứ nhất, ta sẽ sử dụng hàm SUMIF. Để sử dụng hàm SUMIF một cách thuận tiện, ta sẽ đặt tên cho các cột dữ liệu. Như ở yêu cầu, ta có thể thấy xuất hiện dữ liệu là lương, trình độ và phòng ban. Vì vậy, ta sẽ đặt tên cho ba cột dữ liệu này bằng cách: đầu tiên, bôi đen cột phòng ban, chuột phải chọn Define Name. Các bạn có thể đổi tên ở đây một cách tùy ý, nhưng tôi sẽ giữ nguyên. Ok, làm tương tự với cột trình độ và lương. Khi đã thao tác đặt tên cho các cột dữ liệu xong, ta bắt đầu thực hiện hàm SUMIF. Hàm SUMIF là hàm tính tổng dựa trên một điều kiện có lệnh như sau: hàm SUMIF, rồi đến vùng chứa điều kiện, điều kiện cuối cùng là vùng tính tổng dựa trên điều kiện. Ta bắt đầu thực hiện. Để chuột vào ô Y8 bằng SUMIF, mở ngoặc, vùng chứa điều kiện của chúng ta đó là vùng trình độ, ấn F3, chọn trình độ. Ok. Tiếp đến điều kiện của chúng ta là đại học, ta để chuột vào ô H8. Cuối cùng, vùng tính tổng dựa trên điều kiện của chúng ta là lương, chọn F3, chọn lương. Ok, đóng ngoặc. Khi đó sẽ cho chúng ta kết quả là 17.200.000 đối với những người có trình độ là đại học. Chúng ta có thể thay điều kiện ở đây là cao đẳng. Cũng sẽ cho chúng ta giá trị 7.700.000 đối với những người là có trình độ là cao đẳng. Nhưng chẳng may khi chúng ta đánh sai chữ hoặc đánh thừa một dấu cách thì sẽ không cho chúng ta giá trị. Công thức sẽ bị thay đổi. Vì vậy, để tránh những sai sót đó, ta có thể thực hiện thao tác Data, chọn Data Verification. Và trước khi thực hiện thao tác đó, ta phải thao tác khác. Ở đây tôi sẽ bôi đen cột trình độ, copy. Như các bạn đã thấy thì các dữ liệu này bị lặp đi lặp lại. Và để chỉ lấy các dữ liệu một lần thì ta sẽ thực hiện thao tác Data, chọn Remove Duplicate. Ở đây không có tên tiêu đề nên chúng ta không cần phải tích vào ô này. Ok. Và khi đó Excel sẽ báo cho chúng ta là có 9 giá trị lặp lại và đã bị xóa, và còn giữ lại 3 giá trị chính. Tiếp đến, ta để chuột vào ô H8, chọn Data, chọn Data Verification. Tiếp đến chọn Data Verification. Ở ô Load chúng ta chọn List Record. Chúng ta sẽ bôi đen 3 ô này, ấn OK. Khi đó sẽ xuất hiện một ô vuông nhỏ ở đây, chúng ta có thể chọn mà không sợ bị sai sót. Xong yêu cầu 1 đến yêu cầu 2 với hai điều kiện đó là đại học và phòng kinh doanh, ta sẽ sử dụng hàm SUMIF, là hàm sử dụng tính tổng cho hai điều kiện trở lên. Hàm SUMIF có lệnh như sau: hàm SUMIF, rồi đến vùng tính tổng dựa trên điều kiện, vùng chứa điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, rồi đến điều kiện 2. Ta bắt đầu thực hiện. Để chuột vào ô J14 bằng SUMIF, mở ngoặc, vùng tính tổng dựa trên điều kiện của chúng ta đó là lương, ấn F3, chọn lương. Ok. Tiếp đến, vùng chứa điều kiện 1 của chúng ta là trình độ, F3, chọn trình độ. Ok. Tiếp đến, điều kiện 1 của chúng ta đó chính là đại học, để chuột vào ô H14. Tiếp đến, vùng chứa điều kiện 2 của chúng ta là phòng ban, ấn F3, chọn phòng ban. Ok. Tiếp đến, chúng ta ấn điều kiện 2 của chúng ta đó chính là phòng kinh doanh, để chuột vào ô Y14. Đóng ngoặc, sẽ cho chúng ta kết quả là 4.400.000 đối với những người có trình độ là đại học mà ở phòng ban kinh doanh. Tương tự, chúng ta có thể thay các điều kiện ở đây cũng sẽ cho kết quả. Ở đây phòng kinh doanh không có trình độ trung cấp nên không cho kết quả.
ta đã thực hiện xong. Vậy trên đây là video hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF và hàm SUMIDES trong Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn thành công!